Chiều 7 tháng 2 năm 2024, tức 28 Tết, bến tàu thủy Thủ Thiêm nằm tại bờ sông Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh chính thức khánh thành, giúp kết nối giao thông đường thủy hai bên bờ quận Nhất và thành phố Thủ Đức thuận tiện. Chứng kiến sự đổi thay này, những cư dân sống lâu năm tại đây đều cảm thấy ngỡ ngàng và tự hào. Diện mạo thì mình không nghĩ ra đâu, hồi lúc trước là một cái đầm lầy, mà bây giờ thì mình ra thì mình thấy trên cả tuyệt vời. Thiết kế của bến tàu thủy Thủ Thiêm kết hợp diện mạo của công viên bờ sông Thủ Thiêm tạo nên cảnh quan mới mẻ. Những ngày gần Tết, hàng ngàn bông hoa hướng dương khoe sắc bên bến tàu khiến việc đi lại cũng trở nên thú vị hơn. Trước tiên thì ở khu đây nó có một cái view rất là đẹp, phù hợp cho giới trẻ. Mà từ trước đến giờ thì mình không nghĩ là bên Thủ Thiêm sẽ làm được một cái bến tàu như thế này. Và ở đây mình tin rằng nó sẽ là một cái điểm check-in và là một cái nơi để cho mình xả stress vào cuối tuần đó. Sẽ rất là tốt trong thời gian tới. Cho nên là tới lần một mình sẽ tới nhiều lần nữa. Trong hành trình Bạch Đằng, Thủ Thiêm, Thủ Thiêm, Bạch Đằng, người dân có thể đặt vé qua website của Sài Gòn Waterbus hoặc mua vé trực tiếp tại các ga tàu thủy hai bên bờ. Ga tàu thủy Thủ Thiêm khi ra đời sẽ là một cái tiền đề để mà phát triển cái việc mà kết nối hai bên bờ giữa quận Nhất và thành phố mới Thủ Thiêm. Và ngay ngày hôm nay khi mà chúng tôi đưa vào khai trương cái chương trình kết nối đôi bờ thì bà con đã tham dự chương trình rất là đông. Đó là những người khách đầu tiên xông đất cho cái nhà ga tàu thủy này. Lịch chạy tàu linh hoạt từ 8 giờ đến 23 giờ hàng ngày, mỗi 30 phút sẽ có một chuyến di chuyển từ hai bờ bên sông để phục vụ cho nền kinh tế đêm của thành phố. Buýt đường sông cũng hoạt động xuyên Tết, người dân thành phố có thể qua lại hai bên bờ để vừa ngắm nhìn vườn hướng dương đùa sắc hoặc dạo chơi ở đường hoa Nguyễn Huệ năm nay.